Đây một cái phần cơm cộn này. Món này món gì em? Bánh mì cuộn rau củ. Wow, nóng hổi luôn, nhìn hấp dẫn quá ngon. Thơm quá. Dạ. Hoa chuối chiên. Món này thơm quá quý vị. Wow, bánh xèo bánh khọt. Mới ra. Đây. Nóng hổi luôn nha, hấp dẫn chưa? Đó, rau ăn kèm nè quý vị. Em muốn nhờ tí nha chị. Sumat xin chào quý vị khán giả nha. Trưa hôm nay thì Sumat tình cờ biết được một quán chay do khán giả bên bên Úc, cô xem, cô giới thiệu một cái quán buffet chay lá. Và Sumat chạy qua đây để chia sẻ ngay với quý vị các bạn, do đây là tháng chay cho nên là mình cũng tranh thủ ha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở ngay phía trước không gian của lá quán buffet chay và đang rất là đông khách nha quý vị các bạn, do là bây giờ cũng đang là giờ cao điểm nè. Ở đây là buffet chay 50k, địa chỉ là số 134 Nhật Tảo, thuộc phường 8 quận 10. Để số mắt quay sơ cái khu vực cho quý vị các bạn xem trước khi mà mình di chuyển vào bên trong nha. Bên trong bây giờ cũng đang rất là đông. Hôm nay thì mình tới tình cờ thôi, cũng chưa có kịp liên hệ với anh chị chủ quán ở đây để mà quay chi tiết. Thôi có gì quay nấy cho quý vị, quay cho nó tự nhiên nhất có thể ha. Đây là cái con đường Nhật Tảo này đó, và địa chỉ thì cũng rất là dễ tìm. Ngó qua bên đây là cái con đường Nguyễn Tri Phương. Cái khúc này ngay khúc ngã tư Nguyễn Tri Phương giao với đường Nhật Tảo, thì phía xa xa quý vị đang nhìn thấy á, là chợ Nhật Tảo nha. Để sẽ mất phóng cái camera lên cho quý vị các bạn xem đây. Đó, đây là chợ Nhật Tảo này. Và cái con đường phía trước là con đường Nguyễn Tri Phương quý vị ha. Rồi thôi bây giờ sẽ mắc di chuyển luôn vào trong quán để chia sẻ với quý vị các bạn. Số mắt cũng gửi lời cảm ơn tới cô khán giả, cô xem và theo dõi kênh cũng khá là lâu. Cô biết được quán chay ở đây và giới thiệu cho số mắt. Quán ở đây cũng mới mở được tầm khoảng hơn 2 tháng, cho nên là số mắt cũng chưa kịp cập nhật nha. Khách bây giờ đang đông và nhiều khách tới cũng không có bàn ngồi quý vị các bạn. Rồi mình vô mình khám phá từ từ nha. Biết là có quay được quầy món luôn đó, đông quá. À, cô vừa mới dùng xong nè. Dạ. Mới ăn xong cô ha. Dạ. Đông quá trời luôn. Dạ đông quá trời đông luôn. Rồi trên này là cái bảng thông tin nè. Buffet chay 50k. Lá quán buffet chay ha. Rồi mình đi vô nha. Anh chủ bây giờ anh cũng đang rất là lâu vui. Đây là anh chủ quán này. Nhưng mà mình đi mình không có hẹn trước cho nên là cũng không có trò chuyện được với anh đâu. Để hôm khác đi quý vị ha. Hôm nay tới là có gì quay nấy thôi.
Rồi, đây là trong cái không gian quầy like này, quầy món ha. Hiện tại thì khách vẫn đang rất là đông tại đây luôn quý vị. Do cái không gian của quán ở đây cũng không có được rộng rãi lắm, cho nên là Somax chỉ đứng được một góc để quay chia sẻ với quý vị thôi nha. Không có đường đi luôn quý vị. Đây, khách đang đi vô nè quý vị, chống bàn cái này mới sắp xếp cho khách vào được nha. Cái này là cái nước uống quý vị ơi. À, đây là khu vực quầy món này, quay sơ cho quý vị bạn xem nha. Chặt quá không cho đứng luôn. Đông quá. Ở ngay khu vực này là có một cái bình nước nha, để cho khách uống nước thì có thể lấy, có thùng đá bên này. Xuống cũng nghĩ là mình nay mình tới mà đông dữ như thế này đâu quý vị. Tới tình cờ thôi, có gì quay nấy. Món này hình như là măng xào này. Bên này có khổ qua này. Khách dùng cũng vơi món khá là nhiều luôn quý vị ha. Ở đây có canh này. Rồi đi luôn vào bên đây. Cái này bằng bún giống kiểu bún Thái quý vị ha. Rất là thơm. Rồi đứng lưu vô đây cho mấy anh chị chọn món đông quá. Quý vị có thể thấy là cái khu vực món này nằm tập trung ở phía giữa ha, còn khách ngồi là xung quanh không gian xung quanh luôn, ngồi theo kiểu hình chữ U của quý vị ạ. Đó, góc bên này đó này. Và cả bên trong luôn quý vị. Trong này cũng có không gian nhưng mà nó không có được rộng rãi đông nữa chứ. Ừ.
Rồi thì qua đây có bánh xèo nữa nha quý vị. Đó, có bánh xèo. Kiểu cái này kiểu giống như bánh pizza quý vị ha. Bánh ướt này. Xào thập cẩm này. Trái cây này. Ở đây có cái phần này Sumac thấy rất là hấp dẫn. Đó. Rau luộc ha. Rồi cà tím này. Rồi đứng luôn qua đây. Quý vị thấy cái lượng khách này, không có chỗ đi luôn, đông quá. Sẽ hạt chọn anh không? À, thôi thì Sumac nghĩ là tập này mình tới mình khám phá quán đi ha. Mình tìm hiểu về không gian này. Mình để Sumac đi lên trên khu vực trên lầu xem cái không gian trên lầu như thế nào nhé. Cơm mới dọn ra này quý. Nhưng mà không có tiếp cận được, đông quá. Mình phải nhường chỗ lại cho khách. Cái cơm này không biết là có phần cơm mới ra là cơm gì. Ở đây Sumac thấy là khách phải chờ để lấy món nha quý vị các bạn. Có mấy chị gái là đâu phải chờ để lấy món. Ồ anh, quầy line là mình có ở đây trên lầu có. Có ở đây thôi đúng không? Ở trên lầu cũng là không gian khách ngồi ăn đúng không? Dạ. Sơ sơ ở trên quầy line thì Sumac thấy cũng rơi vào tầm khoảng 20-30 món đó quý vị các bạn. Cái này giống như nước cù dền đó. Nước cù dền với lại khóm đó quý vị các bạn ha. Giống như kiểu nước mát đó, nấu nước mát uống. Rất là đông. Coi em gái dễ thương này lấy món chút xíu rồi. Em cho anh quay cái dĩa chút xíu nha. Em cứ lấy bình thường, cứ lấy món bình thường nha. Cô ăn muối bắp chưa vậy cô? À, nãy giờ cô ăn mấy món à? Dạ, con thấy con vừa mới ăn bắp xong cô lại lấy bắp tiếp. Quán đông quá quá. Dạ. Đó, khách tới đang chờ bên ngoài nữa. Đông quá. Thank you.
Cái cơm này là cơm gì? Dạ, cái này là cơm trộn ha. Cơm trộn hả? Dạ, đúng rồi. À, trộn kiểu như rau củ thập cẩm vậy ha. Đúng rồi. Em, cho anh hỏi chút xíu cái này là cái gì em? Dạ, cái này là kho quẹt ha. À, kho quẹt. Dạ. Nước chấm kho quẹt, anh với cái bầu luộc, rau luộc ha. Đúng rồi. Thơm quá. Rồi, đứng lui qua đây. Chị cho em đứng nhờ xíu nha. Đông quá. Dạ. Thôi cô cho con để nhờ cái máy đây xíu nha. Dạ. Cảm ơn cô. Cô đi có mình đó hả? Dạ. Rồi xong mới quay chia sẻ với vị bạn tiếp nha. Mấy món mới lên hấp dẫn quá nè. Đồng quá không chèn được. Này như là cơm cuộn quý vị các bạn. Đây một cái phần cơm cuộn nè. Món này món gì em? Bánh mì cuộn rau củ. Wow, nóng hổi luôn. Nhìn hấp dẫn quá ngon. Thơm quá. Dạ. Hoa chuối chiên. Món này thơm quá quý vị. Món này hấp dẫn này chị. Thơm phức à. Chị ăn đây được mấy lần này chị? Mới lần đầu tiên. Dạ. À dạ. Em chúc chị ngon miệng nha. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ con chào cô. Cô vừa mới dùng bữa xong cô đi của mình. Rồi bây giờ quay lướt một lần nữa cho quý vị các bạn xem những cái món chay ngày hôm nay. Không giới thiệu được chi tiết món đâu quý vị, do là các anh chị cũng bận lắm. Xuống bắt đi ngay trúng ngay cái giờ cao điểm cho nên là đông quá. Cái món bánh mì này hấp dẫn, bánh mì cuộn rau củ. Món này khá mới, sao bác chưa lần nào quay cái món này bao giờ cả. Chị cho em đứng nhờ xíu nha. Dạ. Chúc anh chị ngon miệng nha. Dạ. Quán đông quá chị hả? Dạ. Món nào cũng ngon luôn hả chị? Dạ. Ngon không anh? Dạ. Dạ. Dạ rồi em chúc anh chị ngon miệng. Dạ. Đông quá mình muốn trò chuyện với khách cũng khó đó quý vị các bạn. Quay qua bên này gặp đụng người này, quay qua bên kia đụng người kia rồi. Cái bánh này
Wow, bánh xèo, bánh khọt mới ra đây. Nóng hổi luôn nha, hấp dẫn chưa? Đó, rau ăn kèm nè quý vị. Em muốn nhờ tí nha chị. Tạm ngưng với khu vực này chút xíu nha. Bắt đầu mình đi di chuyển lên trên xem là cái không gian như thế nào để chia sẻ với quý vị các bạn khi mà quý vị các bạn tới thưởng thức cặp thịt chay ở đây ha. Buffet 50k. Đó. Ở trong này cũng là cái không gian khách ngồi thưởng thức món này quý vị. Không gian nào cũng đông luôn quý vị ha. Rất là đông. Không gian nó nhỏ như thế này thôi nhưng mà chúng ta thấy rất là ấm cúng và rất là mát mẻ nha. Đó. Với những cái ánh đèn vàng như thế này nó tạo cái cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Rồi khu vực trên lầu khách cũng ngồi trên đúng không? Dạ. Full trên lầu, full. Trời. Sắp tới là mình mở ở trên luôn anh hả? Hiện tại bây giờ là trên lầu chưa có, sắp tới mới triển khai quý vị. Có hai không gian thôi, không gian đằng sau và không gian phía trước. Ngồi xung quanh ở khu vực quầy line như thế này. Chà, bánh xèo bánh cọt mới ra là hết liền quý vị ha. Giò thủ chay. Wow. Quá hấp dẫn luôn. Nhìn ngon quá cô ha. Giờ đứng lùi đây cho cô chọn món nè. Tính đi về mang món ra ngoài. Dạ, mang món ra ngoài về không được luôn anh chị ha. Đang tính đi về cái lại mang món mới rồi. Wow, nhiều bánh đẹp quá. Bánh gì em? Bắp cải hả? Giống như kiểu pizza. Cái dĩa vừa mới hết xong ra dĩa khác hả? Nhìn đẹp không? Quá hấp dẫn luôn. Thank you.
Xin lỗi anh. Cho em đứng ké tí nha, đông quá. Rồi thôi, xong bác quay lại một chút xíu về món nữa. Là mình sẽ trả lại cái không gian cho khách nha quý vị và bạn nha. Khách đang rất là đông cho nên mình không có tập trung vào đây, mình quay được nhiều. Để tập sau đi, tập sau xong bác đi sớm hơn. Sớm hơn cái giờ cao điểm đó, mình quay chi tiết hơn để chia sẻ với quý vị nha. Đông quá. Khách bên ngoài vẫn đang chờ. Không có bàn nữa. Đây là khách đang ngồi chờ bên ngoài rất là đông. Đó. Ngồi chờ bên ngoài ha. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là Somat chia sẻ đến quý vị các bạn quán buffet chay lá buffet 50k tại khu vực chợ Nhật Tảo. Đúng ra là Somat sẽ thưởng thức món và chia sẻ đến quý vị các bạn, nhưng mà do là bây giờ đông quá, không có chỗ ngồi luôn, khách đang phải ngồi chờ ở đây khá là đông, và bây giờ khách cũng đang tới quán khá là đông luôn quý vị các bạn. Đây nè, ở trong bây giờ là full bàn luôn, không có chỗ ngồi, cho nên là thôi Somat nhường lại cho khách để khách có cái vị trí ngồi thưởng thức buffet. Hẹn quý vị tập sau đi, Somat sẽ thưởng thức món, xem là món ở đây chế biến như thế nào, hương vị như thế nào với mức giá 50k mà mới mở tầm khoảng hơn 2 tháng mà lại đông như thế này. Đông full luôn, từ lúc mà Somat vào cho tới bây giờ vẫn rất là đông. Một quán buffet chay khá là ấn tượng, từ tên gọi lá quán buffet chay cho tới giá 50k, và cho tới cái khu vực quầy món, lên và đổi món liên tục, và đặc biệt là khách rất là đông. Somat cũng gửi lời cảm ơn tới cô khán giả, cô xem được cái nội dung và cô gửi cho Somat để mình tới quay gieo duyên cho bà con mình ăn chay. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào nhé.